Và đây là cái điệu nhạc mà đung đưa theo cái điệu hồi của điệu hồi, khi mà các cô gái, người đồng bào lên đây lên dãy đúng không? Đấy. Rất là vui tai, rất là hay. Đấy, đung đưa theo điệu hồi. Với mỗi một cái vùng quê của Việt Nam của chúng ta thì đều có những cái nét văn hóa đặc biệt khác nhau. Đấy. Với người đồng bào Tây Nguyên thì đó là các cái điệu mà lắc lư theo điệu hồi. Đó. Rất là nhiều quý vị khán giả đi theo để lắc lư theo cái điệu hồi, tạo nên một cái văn hóa cộng đồng rất là tuyệt vời. Ủa, em này cao thế. Đó. Ở đây thì buổi tối người ta thường mặc áo khoác lạnh mà. Xe lạnh rất là hay. Gió Nam cao nguyên đưa tôi tới đây, mắt em một chiều Pleiku xa xôi. Úi dồi ôi, châu rừng, toàn châu rừng đỗ đầy đường. Quý vị thấy không, châu rừng thế này, toàn châu rừng. Chư Pả đi rẽ phải, đi Chư Pả, đi Phù Đồng 2 cây, đi Chư Pả là 14 cây. Đi Chư Pả cả đường đi lên Kon Tum. Ôi chà chà, tuyệt vời quá. Đây là khu trung tâm của Gia Lai. Đi về cái phố đằng kia đi. Đó, đường xá sướng không? Đây là đường Trần Hưng Đạo. Khách sạn Pleiku, hotel phố núi Pleiku. Mọi người hãy đến với Pleiku, có biển hồ xinh đẹp. Sướng nhất đó là thời tiết tại Pleiku. Mát. Quá ư là mát. Đây là đường Lê Lợi. Cái quán cà phê quá đẹp luôn. Quảng trường à. Đây là quảng trường có bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của chúng ta, rất là đẹp tại quảng trường Pleiku. Trường Đại Đoàn Kết đúng không? Trường Đại Đoàn Kết. Tuyệt vời, một thoáng Pleiku cho quý vị khán giả. Đi vào đường Anh Hùng Núp này. Anh Hùng Đinh Núp. Vô gia cư kiểu cộng sản đây. Mọi người thấy không? Pleiku xinh đẹp của chúng ta đây. Đây là phố đêm buổi tối. À, đang có chương trình cổng chiêng này, vào đây quay đi. Vào đây đi. Dựng xe đây đi. Tuyệt vời quá mọi người ơi, cổng chiêng. Đây là một trong những sản phẩm rất là quá là bản sắc của Việt Nam của chúng ta. Đây. Những nét văn hóa đặc sắc của núi rừng Tây Nguyên. Đây. Nghe tiếng cồng chiêng vang lên đã thấy rất thích rồi. Đặc sắc của núi rừng Tây Nguyên của chúng ta, những nét văn hóa cồng chiêng tại nơi đây rất là tuyệt vời luôn. Trong buổi tối thứ bảy thì người ta biểu diễn cồng chiêng tại nơi đây rất là thích. Đây là một trong những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Tây Nguyên của chúng ta, rất là tuyệt vời luôn. Ở ngay tại quảng trường, chúng ta cũng đã có một bạn thanh niên chơi nguyên một bộ đồ đỏ, quần đỏ, áo đỏ, áo vàng. Và đây thì người dân bắt đầu người ta cũng vào để người ta nhảy cùng. Quá tuyệt vời.
Hy vọng rằng những cái nét văn hóa của đồng bào Tây Nguyên luôn luôn được giữ và gìn giữ và phát triển. Đến từ huyện Chư Pác, tỉnh Gia Lai. Xin cảm ơn các nghệ nhân, xin cảm ơn gió ngàn cao nguyên đưa tôi tới đây. Những nghệ nhân quá tuyệt vời. Em ra đây muộn quá. Ra đây mọi người biểu diễn xong mất rồi. Khi đồng hồ điểm 21 giờ mỗi buổi tối thứ bảy hàng tuần tại đây. Mọi người biểu diễn vào tối thứ bảy cuối tuần. Rất là tuyệt vời luôn. Đã và đang mang đến cho chúng ta một chương trình nghệ thuật dân gian thơ mộng nhưng nhiều sắc màu và âm thanh. Chúng ta đã nghe các giai điệu cổ truyền, chúng ta đã thấy các vũ đạo dân gian Tây Nguyên và trong sắc phục thổ cẩm rất độc đáo của người Gia Lai, chúng ta cũng đã nghe những giai điệu dân ca hòa lẫn trong tiếng núi rừng vọng lại từ âm thanh của tre nứa trong dàn rừng, âm thanh của núi rừng 13 giây. Chúng tôi một lần nữa rất biết ơn quý khán giả, những người luôn đồng hành, chia sẻ cùng chúng tôi trong chương trình cùng chiêng cuối tuần thưởng thức và trải nghiệm. Trải nghiệm văn hóa cùng chiêng cuối tuần rất là hay. Cho đến 21 giờ, một lần nữa cảm ơn các nghệ nhân và xin mời quý khán giả tiếp tục thưởng thức chương trình đêm nay. Không biết là đây là tiết mục gì tiếp. Rất thích mọi người ạ. Xin mời các nghệ nhân cho anh. Đây. Bản sắc văn hóa dân tộc của chúng ta. Khi mà văn hóa còn đó, văn hóa còn thì sẽ dân tộc còn. Mất đi văn hóa là mất đi dân tộc. Rất là tuyệt vời. 21 Trần Hưng Đạo, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai sẽ chính thức khai mạc chương trình trải nghiệm mang tên Sắc màu văn hóa Gia Lai. Sắc màu chương trình sẽ bắt đầu từ lúc 8 giờ và kết thúc vào lúc 11 giờ trưa mỗi buổi sáng chủ nhật. Chúng tôi hy vọng Sắc màu văn hóa Gia Lai sẽ mang đến cho quý vị những góc nhìn mới, những âm thanh mới, những sắc màu mới. Và đấy cũng là một cách quá tuyệt vời. Hy vọng rằng là những bản sắc văn hóa này của chúng ta luôn luôn được người đồng bào giữ và phát huy. Một lần nữa chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị và rất đẹp luôn. Chào quý vị và buổi sáng ngày mai lúc 8 giờ tại khuôn viên bảo tàng tỉnh Gia Lai 21 Trần Hưng Đạo. Già có một già rất là đẹp. Sắc màu văn hóa Gia Lai. Hình ảnh của cụ già Tây Nguyên rất là tuyệt vời luôn. Đấy. Bây giờ tiếp tục hình như là biểu diễn nữa hay sao ấy. Con xin mời các nghệ nhân tiến lên phía trước sân khấu ạ, phía trước cây nêu ạ. Chúng ta đã tập trước rồi thì không sao cả, chúng ta cứ tiến lên phía trước đi ạ. Tiến lên phía trước đi anh. Vui quá. Bích trời thì một bạn cầm mic và một bạn chơi đàn, không sao, không có gì là không được. Và cũng rất là nhiều người dân đứng để công xem. Quý vị, công chức quý tộc trải nghiệm ở đây. Trải nghiệm là chương trình được thực hiện bởi 100% những người nông dân, những người quen với ruộng đã cày cuốc hơn là ánh đèn sân khấu. Cho nên quý vị cũng có thể thấy mỗi lần chúng ta kết thúc một tiết mục, các nghệ nhân có thời gian giải lao vài mươi giây, sau đó tiếp tục một tiết mục mới thì là khoảng thời gian nó tương đối dài. Những người nghệ nhân không phải là những nghệ sĩ chuyên nghiệp, cho nên việc chuẩn bị từ các xa làng nó cũng thể hiện một cách rất dân gian, nghệ thuật của người nông dân rất là tuyệt vời luôn. Chia sẻ điều này, và đây cũng chính là một cái nét khác biệt của những người nghệ sĩ chân đất đối với các nghệ sĩ chuyên nghiệp. Quá tuyệt vời. Và sau đây chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị tiếng đàn tinh linh mà tôi đã dùng phỏng vấn ở đầu chương trình do một tôi nghĩ là một bạn nữ. Và bây giờ thì mình sẽ nghe cái tiếng đàn này, cầm cái mic này, cái tiếng đàn này, cái đàn này, cái đàn này gọi là đàn gì à chú? Đàn tơ nung. Tơ nung à, hay quá. Và bây giờ chúng đàn tơ nung kia rồi nhá, đàn tơ nung, đàn tơ nung.
mời tất cả các nghệ nhân, dạ, những người không biểu diễn trong đàn con á. À, đây là hay còn gọi là đàn con ấy. Tuyệt vời quá. Cháu rất là thích cái văn hóa của đồng bào Tây Nguyên, rất là thích luôn đấy ạ. Tuyệt vời quá. Và bây giờ thì mọi người hãy cùng xem và cùng nghe. Vâng, đây là tiếng đàn tình ninh. Thưa quý vị, chúng ta trở về buôn làng trong những đêm đàn tơ nưng khác đàn tơ nưng mưa tí tách ở ngoài hiên và nghe tiếng đàn là chú là người đồng bào Serai rất là lay động hay là đồng, chú là người đồng bào Bana. Tuyệt vời quá, tức là như vậy là các đồng bào của chúng ta đều là sống sinh hoạt đoàn kết với nhau. Dạ. Đây là những cái văn hóa mà rất là hay của đồng bào Tây Nguyên của chúng ta. Thế thì qua cái sự việc năm vừa rồi, có cái sự việc mà ở Đắk Lắk mà xảy ra cái việc mà khủng bố như thế, thì chú có nhìn nhận gì về những cái thành phần đó? Không, cái đó là tôi không biết đến. Cũng không biết đến ạ. Dạ, đấy. Những cái thành phần mà nó chống đối nhà nước, nó phá vỡ cái cuộc sống của đồng bào chúng ta. Chúng ta phải đoàn kết. Mà nhất là chúng ta lại đang được sống trong hòa bình như này, quá là hạnh phúc rồi. Đấy. Nhìn thấy các chú khỏe này, thích lắm. Một cái tiết mục đang được biểu diễn đàn tơ nưng kết hợp cùng với cả đàn tơ rưng, rất là hay. Trên màn ảnh quý vị đang xem đó là cây đàn tơ rưng, còn bên này là đàn gông, gọi là đàn tơ nưng hay gọi là đàn gông, mà chúng ta đã được nghe trong một số cái lời bài hát rất là hay với âm hưởng của núi rừng Tây Nguyên. Ở phía sau thì các cô gái người Bana và người Sarai đang đung đưa theo điệu nhạc. Những cái bản sắc văn hóa của người đồng bào Tây Nguyên rất là đặc sắc. Ở đây thì gồm rất là nhiều các đồng bào Bana, rồi là đồng bào Mơ Nông, rồi là đồng bào Sarai, tạo nên một khối đại đoàn kết của dân tộc của chúng ta. Và ngày hôm nay chúng ta đang được xem những hình ảnh mà của người đồng bào nơi đây ở tại quảng trường đại đoàn kết của thành phố Pleiku xinh đẹp. Nói rằng là én đã đến đây rất là nhiều lần rồi, nhưng mà mỗi một lần đến với Pleiku thì thực sự là rất là cảm xúc. Du dương theo cái điệu nhạc, theo cái tiếng khèn, tiếng đàn tơ nưng, rồi là tiếng đàn gông, nghe rất là hay. Những cái điệu nhạc nghe rất là du dương, mình cảm giác mình chỉ mới được học ở trên sách vở những cái bài văn khi mà đất nước đứng lên, đúng không ạ? Đất nước đứng lên. Trong khi đó thì bây giờ cái người mà viết ra cuốn sách đó thì lại ngồi phẹt xuống rồi, quay lại chửi lại chế độ nhà nước. Thì thực sự là Nguyên Ngọc là một cái người mà mình không thể đồng ý với cái văn cái nhà văn của Nguyên Ngọc đó. Và xin nói với tất cả quý vị khán giả, ở Tây Nguyên thì không có người gần nào gọi là người đề ga. Nên nhớ một điều nhé, không có người đề ga, mà chỉ có những người đồng bào nơi đây, người Sarai, người Mơ Nông, rất là nhiều các đồng bào. Và đặc biệt đó là không có người đề ga, nên là những cái thành phần mà xuyên tạc nhé, chống phá, mà nói rằng là người đề ga thì đó là hoàn toàn sai. Khi mà đất nước của chúng ta hòa bình, 50 năm đất nước đã hòa bình, và ngày hôm nay thì chúng ta được nhìn thấy rằng là người dân của chúng ta đang rất là vui và hân hoan xây dựng quê hương đất nước.
mà những cái thế lực thù địch luôn luôn là chống phá đất nước của chúng ta, thì chúng ta hãy cùng chung tay để mà đập tan các luận điệu xuyên tạc. Nghe cái tiếng nhạc du dương này là mình có thể mình sáng tác cùng hoặc là hát cùng được này. Những cái ánh mắt rất là đẹp của người đồng bào nơi đây. Đặc trưng của người đồng bào Tây Nguyên thì da nâu, mắt sáng, vóc dáng rất là hiền hòa. Đấy. Rất là đẹp luôn. Đó, nhìn khỏe mạnh, rất là thích. Rất là vui, mình cảm giác như là những cái tiếng nhạc làm phấn khích cho người đồng bào nơi đây khi mà vào mùa mà thu được rất là nhiều các cái nông sản tại quê hương núi đồi ở đây. Mặt trời lên trên quê hương bao la. Nghe cái tiếng nhạc này tôi cảm nhận được và tôi nghe được một cái vang vẳng trong tai tôi, một cái ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Cường. Ông Nguyễn Cường là một cái người hàng xóm với cả của Én Bạc, tôi cũng đã được nói chuyện và cảm nhận rất là tốt. Và ngày hôm nay thì tôi đến đây được nhìn thấy người đồng bào ở nơi đây để người ta chơi nhạc rất là tuyệt vời. Xin cảm ơn mọi người, xin cảm ơn các nghệ nhân ở đây. Và mọi người biết không, khi mà những cái văn hóa này cách đây khoảng 10 năm trở lại đây thì bắt đầu được trở lại. Bởi vì khi mà đạo Kitô giáo khi mà vào với Việt Nam, nhất là khi mà Pháp người ta vào, và cái đạo Kitô giáo nó làm cho mất đi rất nhiều cái nét văn hóa của người đồng bào nơi đây. Và đến bây giờ thì chúng ta đã được nhìn lại những hình ảnh của văn hóa của người đồng bào Tây Nguyên. Đấy, với những tiếng cồng chiêng. Rất là vui và mọi người có thể nhảy đây này, những em bé như này, thế này rất là thích nè. Và ủng hộ chúng tôi trong chương trình cồng chiêng Nguyễn Cường. Hy vọng rằng những người đồng bào nơi đây dù có đi theo tôn giáo nào đi chăng nữa thì vẫn phải giữ nguyên cái bản sắc văn hóa dân tộc của chúng ta. Từ 19 đến 21 giờ, chương trình đêm nay cùng với mọi các nghệ nhân trai đến từ huyện Chư Pa. Chúng ta đang nghe một giai điệu chiêng vui và các vũ đạo dân gian cho các cô nữ, các phụ nữ đến từ huyện Chư Pa. Và đây là cái điệu nhạc mà đung đưa theo cái điệu hồi khi mà các cô gái người đồng bào nơi đây lên dây, đúng không? Đấy. Rất là vui tai, rất là hay. Đấy, đung đưa theo điệu hồi. Với mỗi một cái vùng quê của Việt Nam của chúng ta thì đều có những cái nét văn hóa đặc biệt khác nhau. Đấy. Với người đồng bào Tây Nguyên thì đó là các cái điệu mà lắc lư theo điệu hồi. Đó. Rất là nhiều quý vị khán giả đi theo để lắc lư theo cái điệu hồi, tạo nên một cái văn hóa cộng đồng rất là tuyệt vời. Wow, em này cao thế. Đó. Riêng về các cái điệu múa của Tây Nguyên thì bao giờ cũng rất là mạnh mẽ và khỏe khoắn. Và đa phần âm nhạc của Tây Nguyên thì đó là dùng các cái hợp âm chưởng là chính. Và đôi mắt sáng, những tiếng trống, tiếng cồng, tiếng chiêng ở đây đã làm bừng lên núi rừng của Tây Nguyên của chúng ta. Nói đến trong cách mạng của chúng ta thì người đồng bào Tây Nguyên đã đóng góp rất nhiều vào thành công của cách mạng của ngày hôm nay. Rất tuyệt vời luôn ạ. Đó, đó là đi theo một cái nhịp giật. Đó. Cái bước chân nhật giật rất là hay. Còn những người đàn ông thì sẽ đi sang ngang rồi đi sang ngang, rất là hay luôn.
đây là những cái văn hóa mà phải nói rằng là rất là thích, có rất là nhiều khán giả, có lẽ rằng là du khách đến. 19 đến 21 giờ, chúng ta đang lắng nghe, đang nhìn thấy giai điệu của bài chim tạm biệt. Đây là lời chào của những người Karai đến từ huyện Chim Cang tới với du khách. Xin gửi tới quý vị khán giả những hình ảnh văn hóa đặc sắc tại Gia Lai, tại thành phố xinh đẹp Pleiku. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở trong các chương trình tiếp theo.